Xin chào bà con và các bạn đang theo dõi tin nhanh banner của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Tin nhanh hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Hàm Thuận Bắc tập huấn phòng trừ sâu keo mùa thu hại bắp. Nông dân Đức Linh hướng đến canh tác lúa chất lượng cao, tự sản xuất ra nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Và bây giờ là nội dung chi tiết, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, mới đây Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức buổi tập huấn về biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu cho khoảng 40 cán bộ nông nghiệp và bà con nông dân thuộc ba xã La Dạ, Đông Giang và Đồng Tiến. Tại buổi tập huấn, bà con nông dân đã được phổ biến về cách nhận biết về hình thái, đặc tính sinh trưởng, phát triển và cách phân biệt sâu keo mùa thu với các loại sâu khác, phương pháp điều tra phát hiện và phòng trừ bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp như biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, biện pháp sinh học, biện pháp bẫy bã và biện pháp phun xịt thuốc bảo vệ thực vật có các hoạt chất như Bacillus thuringiensis, Spinosorum indosaca, Lufenuron được Cục Bảo vệ Thực vật cho phép sử dụng. Sau khi tập huấn thì được cán bộ của trung tâm hướng dẫn, bản thân cũng nắm bắt được là cách phun, đó là phun từ từ, phun đạm mọi trên cái lá của cây bắp, mình phải phun đều để mà hạn chế được, để mà tiêu diệt được phong sâu. Mình phun trên cái mặt lá từ dưới lên trên, là mình phun cho nó đều. Ông thì cái này thì mình phun thì nói chung là cái khi mà nó cây bắp mà khi mình có 14-15 ngày khi mình phát hiện được sâu thì chúng ta sẽ gọi mua thuốc mà để mà chúng ta phun. Nếu mà còn tiếp tục mà cái sâu nó còn phát triển, còn ăn nữa thì tiếp tục phun lần hai. Và nếu còn nữa thì chúng ta vẫn phun gọi là phun thường xuyên hơn. Tại phun thường xuyên thì cách xa có 3-4 ngày chúng ta phun một lần. Tại nếu mà chúng ta phun mà nó không kỹ rồi mà không thường xuyên kiểm tra, không thường xuyên phun thì dẫn đến là con sâu nó ăn sẽ nặng hơn. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 9 2019, sâu keo mùa thu gây hại trên bắp với diện tích khoảng 1.900 hectare, tập trung các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình. Với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện nay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại. Loài sâu này gây hại tập trung với mật độ cao, sức tàn phá lớn, dễ kháng thuốc, khả năng di chuyển nhanh, rất dễ gây hại thành diện rộng. Đây là loại sâu mới, do vậy việc nhận biết hình thái và phòng trừ còn gặp nhiều khó khăn. Lớp tập huấn giúp bà con các xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc nắm bắt được các biện pháp kỹ thuật phòng trừ nhằm giảm thiệt hại do loại sâu này gây ra. Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện Đức Linh đang bắt đầu thực hiện chuyển đổi cây trồng theo định hướng quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao và bắt đầu xúc tiến nhân rộng ở thị trấn Võ Xu, các xã Mê Bu, Đức Tài, Đức Chính, Nam Chính trong đầu năm 2020. Bên cạnh đó, bà con nông dân bắt đầu thay đổi phương pháp sản xuất, chuyển sang trồng lúa chất lượng cao, lúa nếp giúp tăng năng suất và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lúa gạo. Trong những năm qua, nhiều bà con đã áp dụng sản xuất các giống lúa xác nhận chất lượng cao, năng suất lúa bình quân đạt từ 70 đến 75 tạ một hecta, cao hơn so với các giống lúa truyền thống của địa phương. Khi áp dụng các giống xác nhận này sẽ hạn chế được các dịch bệnh gây hại, dễ chăm sóc, tiết kiệm được phân bón, lúa ít bị đổ ngã. Đức Linh là một trong những vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh. Với hướng mở rộng sản xuất bằng các giống lúa xác nhận chất lượng cao, sẽ giúp cho ngành nông nghiệp huyện xã hội hóa được giống lúa xác nhận, hướng đến nền sản xuất an toàn, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp sạch từ việc sử dụng nguồn phân bón hữu cơ là hướng canh tác của nhiều bà con nông dân hiện nay. Qua tìm hiểu từ báo chí cũng như mạng Internet, năm 2015, anh Hồ Trinh ở thành phố Phan Thiết tiến hành ứng dụng công nghệ sinh học tự làm phân cá vi sinh bằng cách mua các loại cá tươi từ các chợ, sau đó tiến hành xay nhuyễn, lọc các tạp chất và ngâm với men phân hủy thủy kim sinh. Theo anh Trinh, cứ 500 kg cá tươi xay nhuyễn và men vi sinh phân hủy rồi ủ vào một thùng 1.000 lít, ngâm trong một tháng, sau đó mang ra pha với nước với liều lượng cân đối để bón cho cây trồng. Qua triển khai đến bà con bón phân cá hữu cơ cho cây trồng, thì nhận thấy mang lại rất nhiều lợi ích như cải tạo độ phì của đất, làm phát triển tốt hệ sinh vật, tôi xốp nguồn đất và cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nhanh banner hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Cảm ơn bà con và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.